quý vị, tép là một vật liệu mà người miền quê thường hay dùng đến, nhất là ở miền Nam hoặc là miền Bắc, hoặc là những nơi nào có sông đều có thể có những con tép rất tươi. Trong chương trình Bếp Nhà Ta Nấu Du Ký kỳ rồi, Uyên Thi đã chia sẻ về một món của người Cần Thơ, đó là món tép đồng chiên bột. Ngày hôm nay chúng ta sẽ dùng tép để làm một cái món gì đây mà Uyên Thi phải nhờ đến người bạn của Uyên Thi, đó là Quyền. Quyền, chào chị. Rồi, chào chương trình Bếp Nhà Ta Nấu và các khán giả dạng từ xa đang xem chương trình qua truyền hình cũng như là qua băng hình. Như em biết đó là mình đã chia sẻ về cái món tép đồng chiên bột rồi, thì ngày hôm nay chị lại thấy em đem một cái dĩa tép ra nữa, thì bây giờ ngày hôm nay em muốn chia sẻ món này cái là món gì? Tép này thì em sẽ muốn dùng với cơm nấm. Mình sẽ bỏ vô trong cái nấm cơm mình nấm lại để mình chấm với cái phần kho quẹt hôm nay em sẽ Hèn chi chị nhìn phần vật liệu rất là nhiều. Trong đây nè, có tóp mỡ nè, có đường phèn nè, có thịt ba rọi nè, có tôm khô nè, có tép, có hành, có tiêu, có ớt, có nước mắm, thưa quý vị, cơm cũng như là rau luộc. Thì ra Uyên Thi mới biết đây là món tép đồng nấm cơm, phải không? Dạ. Mà chấm với lại mắm kho quẹt. Như vậy thì ba món này chị Uyên Thi nghĩ là mắm kho quẹt mình phải làm trước rồi. Dạ đúng rồi. Mình rồi bây giờ em thực hành cái món mắm kho quẹt. Kính thưa quý vị, món mắm kho quẹt của người miền Nam là một món ăn rất bình dân mà Uyên Thi tin chắc trong mỗi chúng ta, nhất là những người lứa tuổi như Uyên Thi hoặc là tuổi như Quyền. Khi mà xa quê hương chỉ cần nhớ tới cái mắm kho quẹt thôi, nhất là những lúc trời mưa thì ai cũng não lòng hết bởi vì nhớ nhà, thưa quý vị. Và ngày hôm nay Quyền sẽ làm cho quý vị đỡ nhớ nhà hơn với cái món mắm kho quẹt. Chúng ta bắt đầu chị. Quý vị có nhớ cái này không? Mình rất là nhớ, cái này là cái nồng. Cái nồng. Nguyên Thi nghe chữ cái nồng. Cái nồng là cái tiếng nói của người miền Nam, người địa phương. Chứ còn như Uyên Thi nói cái đó là cái đồ để mà cho cái nồi vô mà không biết là gọi là cái gì. Tại vì cái thường thường cái lò nó lớn quá thì người ta sẽ dùng một cái chảo nó có cái lồng như vậy để mà cho nó có cái thế giữ cho cái nồi khi mà mình nấu đồ ăn, thưa quý vị. Rồi, mà ở đây khi mà kho quẹt trong cái nồi đất thì lúc nào nó cũng ngon hơn là nồi đồng, nồi gang, thưa quý vị. Hoặc là nồi nhôm. Mình cho một chút dầu vào cái nồi đất để cho cái dầu nó nóng. Rồi sau đó mình sẽ dùng cái phần đường này để mình làm cái caramel. Tất nhiên là mình khi mà dầu nóng rồi, thường thường chúng ta sẽ dùng bằng đường cát. Nhưng mà ở dưới quê thì dùng bằng đường phèn. Và đó là bí quyết của chương trình Bếp Nhà Ta Nấu Du Ký, đến tận địa phương để mình biết được cái cách nấu của từng vùng, từng miền, thưa quý vị. Mình dùng đường phèn, mình khìa cũng như mình nấu để cho cái đường nó tan ra, để mình làm cái hỗn hợp kêu là màu đường. Khi mà mình kho quẹt hoặc mình kho cá hoặc kho thịt thì cái màu này nó sẽ làm cho cái món ăn nó thêm phần hấp dẫn và đẹp hơn. Đó, mình cho dầu vô nhiều thì cái đường nó mới tan, nó tan ra, phải không? Nó tan ra và nó thành màu caramel. Em muốn sử dụng đường phèn là vì cái độ ngọt thanh của nó. Mình sẽ đợi cái phần đường này nó tan hết, nó lên màu. Thì sau đó mình sẽ cho cái phần thịt này vô. Khi mà đường tan hết rồi đó mà nó lên một cái màu ửng, màu ngà vàng. Ở dưới miền Nam thì đa số người ta cũng làm bằng nước dừa màu á em, nước màu dừa. Tất nhiên là người ta thắng nước dừa ra để cho nó thành màu. Hoặc là người ta dùng đường vàng, người ta làm ra để cho cái màu nó mau hơn. Nhưng mà ở đây thì coi như Quyền muốn làm một cái tính chất nguyên thủy và cái mùi vị nó vừa, nó không bị quá gắt, cho nên Quyền đã dùng bằng đường phèn, thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, sau khi mà mình bỏ đường phèn vào, mình làm cho nó thắng lên một cái màu vàng ngà. Rồi lúc này chúng ta mới bắt đầu khử tỏi. Đó. Bỏ vào trong đường khử tỏi, lần đầu tiên chị mới biết cái kiểu này đó. Bởi vậy đi một ngày đàn, học một sàn khôn. Mà đối với Uyên Thi thì trong vấn đề nghệ thuật nấu ăn thì là Uyên Thi học mấy sàn khôn lần, thưa quý vị. Bởi vì Uyên Thi thường thường không có bao giờ khử tỏi mà trong đường hết. Mà đây là Quyền đã làm khử tỏi trong đường, nhìn cái màu vàng rất là đẹp. Sau đó chị cho em miếng nước vô đây đi chị. Chúng ta sẽ bỏ. Sau đó chúng ta sẽ bỏ tiếp cái phần thịt heo. Thịt heo vào. Ba rọi vô. Ba rọi vào, thưa quý vị. Wow. Rồi
Khi mà quý vị bỏ vô như vậy là quý vị thấy cái miếng thịt nó quéo lại, tại vì cái đường nó rất nóng, cho nên là cái thịt nó quéo lại liền. Và đó là cái cách thức của người miền Nam kho quẹt. Rồi tiếp theo mình sẽ cho cái phần nước mắm này vô trong cái hỗn hợp này. À, bây giờ quý vị mới bắt đầu cho nước mắm vào. Rồi như vậy là trong do cái đường đó chị. Hả hả. Đó, và bây giờ là khi mình bỏ nước mắm vào thì quý vị nhìn thấy một cái màu vàng ngà rất là đẹp. Rồi khi nào thì mình cho cái tôm này vào em? Tôm này mình ngâm khoảng 3 đến 5 phút. Sau đó mình bỏ phần nước đi, mình sẽ đổ cái tôm này vô đây luôn. Tôm khô thưa quý vị thì quý vị ngâm một chút xíu, từ 3 cho tới 5 phút để cho tôm nó hơi mềm ra. Rồi bây giờ cái phần cơm này thì chị nắm hay sao? Dạ, chị sẽ nắm cái phần cơm này với phần tôm này cho em ha. Nói về cơm nắm đó thì Uyên Thi rất là rành. Bởi vì ngày xưa đó, phải nói là hồi đó thưa quý vị, mẹ Uyên Thi là người Bắc, thì thường thường người Bắc người ta hay nắm cơm để ăn với lại muối mè thưa quý vị. Nhưng mà ở dưới miền Nam thì cái lạ đó là cái tép rất tươi, cho nên họ đã dùng cái tép bỏ vào trong nhân của cái cơm và nắm lại. Như vậy là bây giờ Uyên Thi sẽ làm theo như kiểu miền Nam nha. Mình sẽ cho một chút xíu nước vào trong tay. Nhưng mà hồi xưa đó thì mẹ Uyên Thi á là làm cơm nóng thì cái cơm nó mới dẻ, thì mình sẽ để vào trong một cái khăn sạch, sau đó chúng ta mới nắm chặt lại, rồi mình cho tép vào giữa phải không em? Dạ, mình bỏ tép vô, sau đó mình nắm. Mình bỏ tép vào giữa thưa quý vị. Che kín cái phần tép lại. Bây giờ nó đã sôi trở lại ha. Em sẽ bỏ cái phần tôm này vô. Đó, bỏ tôm vô không có lấy nước. Bây giờ mình sẽ mình hò lửa cho cái phần nước mắm nó sắc xuống. Sau đó là mình sẽ bỏ tiếp cái phần tóc mỡ và cái phần tiêu này vô trong cái hỗn hợp. À. Xong cái món kho quẹt. Wow. Cái này mình nắm nó dài dài, mình nắm tròn gì cũng được phải không? Dạ, mình nắm theo cái hình mà mình muốn thôi. Có nhiều nhà có em bé thì hay dùng cái rong biển để ở ngoài. Dạ. Rồi. Đây phải không? Dạ. Cái phần rau này thì là có nghĩa là mình dùng rau tập tàng chị. À. Nghĩa là những cái món rau mà ở trong vườn ở nhà quê mình hồi xưa đó, là rau nhãn lồng rồi đọt nhãn lồng rồi những cái rau dại giống như rau chai, rau sam rồi này kia, gặp cái gì là mình bẻ cái đó. Đúng rồi. Dạ. Cái thích thú của người dưới quê là nhà đằng sau vườn, muốn ăn cái gì ra đằng sau vườn là có sẵn. Mình hái vào mà lại ăn được đồ tươi mà đồ ngon, tất nhiên ăn những cái đọt rau thôi thưa quý vị. Đó. Và cái rau tập tàng là hỗn hợp của các loại rau có thể luộc được để mà ăn, chấm với kho quẹt và ăn với cơm nắm. Cơm nắm thì lại được là bỏ tép ở giữa nữa. Nếu mà ở bên đó chị không có tép thì để làm tép tôm tươi cũng được phải không? Đó, khi mà quý vị thấy cái kho quẹt nó đã, cái màu nó đã đậm xuống màu nâu mà kêu là nâu cánh gián đó thưa quý vị, thì mình mới bắt đầu bỏ tóp mỡ vô. Cái phần tiêu này em sẽ cho vô cho nó thơm luôn. À, bỏ tiêu vào, quý vị nhớ là phải bỏ tiêu vào. Tại vì kho quẹt mà không có tiêu là mất mùi. Dạ. Cái nồi kho dẹt quẹt mà thành công là hồi xưa ngoài em nói là nó phải khoét dành. À, phải khoét dành, tất nhiên cái dành nó phải hơi cháy, nó nổi lên những cái bọt bị cháy là tại vì đường đó thưa quý vị, thì nó kho quẹt nó mới thơm và nó mới ngon. Vâng, và với cái rau tập tàng này tất nhiên tất cả các loại rau mình luộc lên, quý vị nào thích ăn rau muống có thể luộc rau muống không, hoặc là quý vị nào có thích ăn đọt su, hoặc là rau dền, hoặc là rau cải ngọt, hoặc là su hào, cà rốt, mình cũng đều có thể ăn với lại mắm kho quẹt hết. Thì bây giờ Uyên Thi sẽ để rau tập tàng xuống đây. Đó, khi mà quý vị kho xong rồi thì quý vị sẽ để bỏ ớt nguyên trái thưa quý vị, vừa tiêu vừa ớt nữa, ăn xong thì thôi sướng lắm, tại vì nó rêm mất cả cái miệng mình, nó nóng xuống cả cái ruột mình. Không biết là chị Thi có nhớ không chứ ngày xưa em nhớ là những cái bữa mà trời mưa lất phất á mà có cái nồi kho quẹt này thì thôi trời ơi. Em ơi, không phải chị Thi nhớ mà cả thế giới, những người nào đã từ Việt Nam sống xa quê nhà cũng đều nhớ tới cái mắm kho quẹt hết. Bởi vì cái mắm kho quẹt nó đã đi vô lòng người ta khi mỗi khi trời mưa xuống. Nhất là người ta còn mơ ước đến rằng là ước gì, bây giờ tôi có một cái nồi mắm kho quẹt với lại một nồi cơm nguội, và ngồi ở trong một cái mái nhà tôn với tiếng mưa lộp độp
là cả một cái ký ức của tuổi thơ hiện về, cả một quê hương, một trời quê hương thưa quý vị. Bây chọn giờ em hành ha, trước khi em tắt lửa. Đó, quý vị thấy không? Vừa ớt vừa hành nữa. Rồi, đúng rồi. Vì cái lò đất nó hay một cái là nó giữ nhiệt rất là tốt. Vâng. Đã khi mà lên mâm nó vẫn còn sôi như thế này. Đúng rồi. Bây giờ đó thì thật sự ra chị biết. Chị biết là em là ăn hoài rồi. Còn chị á, là về chị mê lắm. Mà thưa quý vị, đây là một cái mà kỷ niệm của quán hồi đó. Hồi đó là nơi để cho người có tuổi tìm lại những cái gì mà còn ở trong ký ức. Và với cái một cái ống đựng đũa này thì chắc chắn trong cái lứa tuổi của Yên Thi, những người xa quê hương sẽ thấy rất là hạnh phúc, rất là nghĩa là cảm động vì cái lon Gigo nè. Rồi vì một cái gáo múc nước mà hồi xưa mình là hay để múc nước uống. Ơi, hoặc là cái lon Gigo. Bệnh gì đâu, hồi nhỏ em cũng biết mấy cái này nữa. Ở thì đó đó, chị nói là cái tuổi thơ đó của mình đó, phải không? Bây giờ chị sẽ ăn thử. Đầu tiên á, chị chưa ăn cơm nấm đâu. Mà chị sẽ thử trước. Chị thử trước miếng này đã. Miếng kho quẹt đã. Chị coi có cái vị nó như thế nào chị mới cho rau. Ngon. Rất thơm. Rất vừa, không có ngọt vị đường. Mặc dù bỏ đường phèn nhưng mà cái vị nó vẫn còn giữ được vị nước mắm và nó không có vị ngọt gắt gắt của đường. Đó là cái bữa nay chị học của Quyền. Rất là hay. Bây giờ chị sẽ ăn với rau nè. Rau thì chị sẽ không có chấm vào bởi vì chấm vào nó sẽ hư cái nồi của mình, sao mình ăn. Để dành mình ăn với lại chị để chị đem về Sài Gòn chứ. Và mình không những là mình đem về nhưng mà khi cái quan trọng là chị đi học được cái bí quyết thì sau này chị có muốn nấu này nó dễ thôi, đúng đúng rồi, chị về đó chị nấu. À, chị về chị bỏ vô trong cái menu nhà hàng của chị đó. Khi mà mình trở về cái nơi chốn mà mình sanh ra, mình lớn lên, mình sẽ hưởng thụ được tất cả những cái ký ức, những cái hạnh phúc mà từ nhỏ mình đã hưởng. Bây giờ chị nói về cái hạnh phúc của chị khi mà chị thử được miếng rau với lại cái mắm kho quẹt này. Ăn cái miếng tôm nó rất là thơm. Ăn miếng thịt nó béo. Rồi lại thêm chay tiêu cay nữa. Rồi lại ngồi dưới cái bếp củi mà khói nó bay lên, mắt như là vừa khóc vừa ăn, nhưng mà thật ra là mình bị cay củi chứ không phải là mình vì nhớ quê hương. Bây giờ chị chấm hai cái này là ngon quá rồi. Bây giờ chị phải ăn tới cái cơm nấm. Bởi vì chưa bao giờ chị ăn cơm nấm này. Mình để như vậy mình ăn hả? Dạ, mình sẽ bẻ cơm ra. Bẻ ra chứ không phải mình cầm nguyên cục giùm năng. Bây giờ em cầm nguyên một cục. Vậy thì chị bây giờ mình phải trở về ký ức tuổi thơ. Mình cầm nguyên cục mình ăn luôn chứ mình bẻ ra thì nó. Nhưng mà nó bự thiệt á. Sẽ múc một miếng kho quẹt vô trong cái chén để mình chấm vô trong cái chén nữa. Quý vị nào mà muốn biết rằng là Uyên Thi ăn như thế nào thì quý vị coi ở đây quý vị thấy liền à. Thì nếu may là Uyên Thi đã có chồng rồi. Chứ nếu mà Uyên Thi chưa có chồng thì chắc ế quá. Tại vì ăn gì ăn nguyên cục cơm nè. Chấm vậy phải không? Dạ. Rồi. Đâu mình cắn. Chưa biết được. Tại chưa tới. Thử lại. Tại vì nó chưa tới tép cho nên mình chưa được mùi vị. Chết rồi. Chị không thể nào nói được. Chết rồi Quyền ơi. Như vậy làm sao chị đi ra khỏi Cần Thơ đây? Chị mà đi với em là chị có tăng cân thôi chị ơi. Tuyệt vời thưa quý vị. Uyên Thi, mẹ Uyên Thi là người Bắc. Từng ăn cơm nấm với muối mè. Từng ăn cơm nấm với lại chả lụa. Nhưng mà chưa bao giờ Uyên Thi ăn cơm nấm với tép. Và ở trong nhưng là tép mà lại còn chấm vô trong cái nước mắm kho quẹt nữa. Có thịt, có tôm nữa. Không thể nào diễn tả được cái ngon của quê hương. Không thể nào diễn tả được cái món ngon của Cần Thơ. Khi quý vị về đến quê hương Cần Thơ, về đến quán hồi đó, quý vị mới thưởng thức được tất cả những hương vị hồi đó. Chúng ta còn nhỏ. Và ngày hôm nay Uyên Thi ăn được một món ăn mới, đó là cơm nấm tép chấm với mắm kho quẹt.
tuyệt vời, phải nói là ngon hơn cả lobster, tôm hùm thưa quý vị. Nó có một cái hương vị mà chắc có lẽ chỉ những người xa quê mới, khi trở về được quê mới thưởng thức được cái vị hạnh phúc, cái vị ngon như vậy, đúng không em? Dạ đúng rồi. Chị cảm ơn Quyền. Bây giờ thì em cứ ngồi em cười đi để cho chị thưởng thức hết cái món này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Bếp Nhà Ta Nấu Du Ký. Và chắc chắn quý vị phải thực hành ngay món này, bởi vì món này chúng ta có thể tìm được tất cả những vật liệu ở đa khắp nơi. Chỉ có cái tép là chúng ta không tìm được, nhưng quý vị có thể nắm cơm nắm không, và chúng ta chấm với lại mắm kho quẹt, cũng như ăn với rau tập tàng luộc hoặc là các loại rau tươi luộc. Một lần nữa chào tạm biệt quý vị để Uyên Thi có thể thưởng thức được tất cả những ký ức mà hồi đó chúng ta đã để lại trong trái tim của chúng ta.